Rồi, chào anh em nha, lên nguyên cho anh em cục máy custom 50 bốn số có đời nguyên zin nha. Ở đầu còn cờ vuông cạnh luôn nha. Tình trạng là máy này mình tháo bán bộ lửa với lại nắp nồi nha anh em. Đó, thì giờ nguyên cái set này là mình bán cho anh em giá là 2.8 triệu nha anh em. Đó, 2.8 triệu. Full cục máy như hình. Anh em về gắn lửa vô xài. Rồi nắp nồi nha anh em. Máy cực đẹp nha. Máy cực đẹp. Mình bán là mình sẽ đưa đủ ốc cho anh em luôn nha. Ốc hoài đồ này kia nè. Rồi ốc full cần mổ luôn hết đầy đủ. Đó, máy bao nổ em máy nhẹ nhẹ cho anh em. Mình bán cái giá này rẻ lắm. Nếu mà tính cho giá đồ món thì hơi bị nhiều tiền. Hôm nay anh em mua bộ lồng dên là 1.3 triệu. Bộ số 1.2 triệu là 2.5 triệu. Củ đời 66 về 300 ha. Đó. Là anh em thấy nó đã hết là hơn 2.5 triệu rồi. Rồi bộ nồi nè. Bộ nồi hôm nay bộ nồi đẹp vip vậy cũng phải tầm 700 nha anh em. Cặp đốc giữa 500 nữa. Bộ ống dụng. Bộ ống đồ dụng là hết 300 nữa. Đó. Mình bán cho anh em nguyên cái máy này full vậy hết chỉ có 2.8 triệu thôi ha. Anh em nào chốt thì alo em nha. Đó, mình bán từ giờ đến hết sáng mai thôi. Anh em nào không lấy thì mình rã bán phụ tùng, rã phụ tùng giá cao hơn nha anh em. Máy rất là đẹp. Anh em càng alo mình nha. Đây. Máy nguyên zin. Ba anh em là máy nổ y máy nha. Không khói luôn. Máy cực đẹp nè. Đầu bông keo nè. 2.8 triệu nha anh em. 2.8 triệu full như cục máy như hình. Chỉ đó không có bộ lửa và nắp nồi. Đó, vậy thôi. Mình đưa cho anh em đủ vàng ốc lúc hoài cho anh em luôn.